đến. Chúa hề xin được kính chúc các chị, các cô một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Vỗ tay. Vâng, một thay mặt cho cô Thủy, chúng hề cũng xin được cảm ơn tất cả quý anh chị đã có mặt trong buổi tất niên aerobic ngày hôm nay. Và cô Thủy có đôi lời lên, cô Thủy lên đây, cô giáo lên, cô giáo xinh xinh ơi, cô giáo trẻ xinh ơi. À, hôm nay em rất vui, nhưng mà mọi lần em cũng có rung, nhưng mà hôm nay đến trước tất cả mọi người em rất là rung luôn. Chú Hề, chú Hề, chú Hề. Ờ, à, có chú Hề. Động viên, động viên. Ừ, đúng rồi. Hôm nay em rất vui khi các chị tới đây tham dự một tết niên ngày hôm nay. Đó. Em chúc tất cả các mọi người chúc năm mới được nhiều sức khỏe và bạn sự như ý. Hàng ngơ vỗ tay. Vâng, chú này cũng xin được thay mặt cho các chị em cảm ơn cô Thủy rất là nhiều, và cũng chúc cho cô Thủy một năm mới vạn sự như ý, gặp được nhiều điều may mắn trong công việc của mình. À, rồi chúc cho chú Hề lúc nào cũng có sức khỏe đi làm chú Hề nhé. Vâng, năm chúc tháng có việc làm nhé. Hãy cùng nâng ly lên để chúc mừng cho buổi tiệc tất niên của ngày hôm nay đi ạ. Ly đâu, ly đâu? Đây, đây, ly nè. Cho ly nè. Rồi, mình rót nước vô đi. Thay vì không có bia thì mình rót nước trước cái đã. Rồi, xin cho bia lên luôn ạ. À. Ai uống bia thì mình rót bia, còn ai uống nước suối thì mình rót nước suối. Dạ, rồi chú này sẽ đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng vô thật to một tiếng để chúc mừng cho nấu mẹ bông chấm nha bấy. Chấm này gỡ ta. Chuẩn bị chưa? Chưa, chưa rót. Rồi. Vậy đợi 5 phút để rót bia. Ờ, để rót bia đã. Bỏ đây đi, bỏ đây đi em. Bỏ đây. Bỏ đây lát uống. Cho một chú này rót bia là tí nữa có tài xế đưa về đó. Dạ rồi, mừng tùng nâng ly đi nào. Rồi. Cho chú Hề uống luôn hả? Để cho chú Hề uống luôn. Dạ rồi, mình cùng nâng ly đây mọi người ơi. Đi đâu, đi đâu. Chúng mình chú Hề sẽ đến nhá. 1, 2, 3. Dạ rồi. Đá của chế đâu? Em ơi, cho cục đá. Cô đổ. Vâng, và chú Hề cũng xin được chúc cho quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng và thật nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Để cái chỗ cho chú Hề ngồi đâu hả? Cô Thủy, cô Thủy. Mà lát chú Hề còn cái chú kia nữa. Xin yêu thương ha. Ở dưới còn nhiều chỗ. Đó. Thấy ba. Dạ bây giờ mình chương trình mình sẽ nhạc trước xong tí nữa mình em sẽ mời tất cả các chị lên hát chung với cô Thủy và em ạ. À. Em xin chân thành cảm ơn. Chưa. Chưa, chưa say hả? Còn chưa, còn nhiều ca sĩ ạ. Giờ mở nhạc đi. Có nhạc đi đi. Mở nhạc đi, tí nữa mình sẽ có một game show nhỏ nhỏ để dành tặng cho các chị, các cô.